Dạ vâng, xin kính chào quý nhà đầu tư của VNDirect đã đến với chương trình nhịp đập thị trường ngày 11 tháng 11 năm 2021. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Khôi Nguyên, là chuyên viên phân tích của Trung tâm Tư vấn Đầu tư ở VNDirect. Và đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay là có anh Bùi Lê Văn, là trưởng phòng quản lý tài sản của VNDirect, sẽ giúp các quý nhà đầu tư giải đáp những cái thắc mắc, những cái câu hỏi về diễn biến của thị trường, xu hướng ngành hay là của một số cổ phiếu tiêu biểu cũng như là cổ phiếu được quan tâm nhiều trên thị trường. Như thường lệ thì chương trình ngày hôm nay là sẽ bao gồm có 3 phần. Phần thứ nhất sẽ là phần phân tích về diễn biến trong phiên ngày 11 tháng 11 ngày hôm nay. Phần thứ hai sẽ là phần nhận định của chuyên gia đến từ anh Văn. Và phần thứ ba sẽ là phần hỏi đáp và trả lời với cả các quý khách hàng, quý nhà đầu tư của VNDirect. Trước khi được bắt đầu chương trình thì em xin giới thiệu về khóa học đi trade như các anh chị có thể thấy trên màn hình ở đây. Đó là khóa học trực tuyến sẽ giúp các nhà đầu tư có thể cải thiện được cái khả năng giao dịch của mình trong ngắn hạn cũng như là tìm những cái cơ hội đầu tư có hiệu suất vượt trội. Thì các anh chị có thể truy cập vào đường link dacademy.vndirect.com.vn em để ở trong phần chat thì có thể tìm hiểu thêm về khóa học này. Mình sẽ được học trực tiếp về các chuyên gia của VNDirect và mình có thể nhận được chứng chỉ Trader Pro sau 2 tháng tham gia khóa học. Các anh chị có thể tìm hiểu thêm qua đường link ở trên này. Vâng, em cũng xin bắt đầu phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay luôn. Đó là phần chia sẻ về nhận định của thị trường ngày hôm nay. Như các anh chị có thể thấy ở trên màn hình, thì hôm nay chúng ta có một phiên giảm điểm 2.67 điểm xuống mức 1.462.35 trong phiên hôm nay, với thanh khoản gia tăng rất là mạnh lên đến hơn 38.000 tỷ trong phiên ngày hôm nay. Nếu chúng ta nhìn vào diễn biến thì thị trường bắt đầu mở cửa lúc 9 giờ với một mức tăng khá là tốt, đã đến lúc lên đến 1.469 điểm. Tuy nhiên thì áp lực bán bắt đầu gia tăng khoảng 10 giờ sáng và chỉ số đã có những lúc chạm về đến mức 1.450 điểm. Nhưng sau đấy thì lực cầu xuất hiện lại vào khoảng 10 rưỡi giúp chỉ số đóng cửa phiên buổi sáng ở quanh mức 1.460 điểm. Buổi chiều diễn ra với lực mua xuất hiện khá là tốt và đã có đến lúc đến đầu giờ chiều chỉ số đã đạt đến 1.470 điểm. Nhưng sau đấy thì lực bán lại bắt đầu xuất hiện dần ở sau 2 giờ chiều giúp cho khiến cho chỉ số giảm điểm và giảm 2.67 điểm trong ngày hôm nay. Nếu chúng ta nhìn cụ thể vào phần phân tích thị trường thì chúng ta có thể thấy là các mã cổ phiếu giúp VN Index tăng điểm ngày hôm nay là gồm có GVR hay là Vietcombank, Thế Giới Di Động, Novaland, DIG và PLX. Chúng ta có thể thấy là có khá là nhiều mã bất động sản xuất hiện ở trong nhóm đóng góp tích cực vào thị trường ngày hôm nay. Ví dụ như là Novaland, DIG, Nam Long hay là Phát Đạt hay là Khang Điền ở đây. Ở chiều ngược lại thì cổ phiếu đóng góp tiêu cực vào cái diễn biến của chỉ số index ngày hôm nay là có Hòa Phát, Vinhomes, Gas, Công Thương, MB. Chúng ta có thể thấy là có khá là nhiều ngân hàng xuất hiện ở trong đây như là Công Thương, MB Bank, Sacombank, OCB hay là MSB. Cũng là diễn biến chung của ngành ngân hàng khi chúng ta thấy là phiên hôm nay là một phiên diễn biến khá là xấu với khá là nhiều ngân hàng ở trên thị trường. Phiên hôm nay lại là một phiên thanh khoản gia tăng rất là mạnh. Chúng ta có thể thấy là trên sàn HOSE là giá trị giao dịch là đã đạt 36.000 tỷ hơn so với cả phiên giao dịch hôm trước đến 8.000 tỷ, để cho thấy được là dòng tiền vẫn đang chảy vào thị trường rất là mạnh mẽ ở thời điểm này. Nếu chúng ta nhìn vào độ rộng thị trường thì chúng ta có thể thấy là như em đã nói, buổi sáng là mở cửa rất là tích cực khi mà số mã tăng điểm là chiếm đến 55%, nhưng sau đấy thì lực bán xuất hiện rất là mạnh. Đỉnh điểm là vào 10 rưỡi sáng là đã có lúc là đến 65% số mã ở trên thị trường là giảm điểm. Và sau đấy thì mặc dù là lực mua có xuất hiện trở lại, nhưng nhìn chung thì thị trường ngày hôm nay cho thấy là số mã giảm điểm là nhiều hơn, chiếm ưu thế hơn so với cả số mã tăng điểm trong ngày hôm nay. Phiên hôm nay là một phiên bán ròng rất là mạnh của khối ngoại khi khối ngoại bán đến gần 1.200 tỷ. Chúng ta có thể thấy điều đấy xuất hiện rõ rệt nhất là ở cổ phiếu Hòa Phát khi mà Hòa Phát đã bị bán ròng đến 289 tỷ trong ngày hôm nay. Ngoài ra thì Vinhomes cũng bị bán ròng đến 150 tỷ. GEX bị bán ròng 122 tỷ. VND bị bán ròng 103 tỷ hay là Đất Xanh bị bán ròng 89 tỷ. Ở chiều ngược lại thì chúng ta có thể thấy có một số mã được mua vào ngày hôm nay của khối ngoại, đó là Khang Điền được mua ròng 54 tỷ hay là cổ phiếu VCI chứng khoán Bản Việt được mua ròng 15 tỷ. Vietcombank cũng được mua ròng 11 tỷ trong ngày hôm nay. Quay trở lại với diễn biến thị trường thì chúng ta có thể thấy là index mặc dù giảm 2.67 điểm trong ngày hôm nay, tương đương với 0.18%. Ở diễn biến VN30 chúng ta có thể thấy là VN30 có một cú giảm mạnh hơn, giảm 943 điểm, tương đương với 0.62%, để cho thấy là lực bán đang diễn ra rất là mạnh ở nhóm vốn hóa lớn.
thanh khoản của nhóm VN30 ngày hôm nay cũng đạt hơn 13.000 tỷ, cải thiện rất là tích cực so với cả những hôm trước. Nhưng mà ở VN30, diễn biến của VN30 thì xấu hơn so với Index rất nhiều, để cho thấy là cái lực bán ở nhóm vốn hóa lớn là vẫn còn rất là lớn, để cho thấy là dòng tiền hiện tại là đang chảy tốt vào các nhóm penny hay là nhóm mid cap nhiều hơn là vào nhóm large cap. Nếu chúng ta nhìn cụ thể vào nhóm VN30 diễn biến ở đây thì chúng ta có thể thấy là nhóm trụ thứ nhất của VN30 là nhóm ngân hàng hôm nay là có một phiên giảm điểm khá là nhiều. Chúng ta có thể nhìn ví dụ như là ACB là giảm 1,2% hay là BID cũng giảm. Hiếm hoi có ngân hàng nào tăng, Vietcombank là ngân hàng duy nhất đi ngược lại xu hướng trong nhóm VN50 khi tăng 0,7% và đóng cửa mức 98.3 trong ngày hôm nay. Nhóm trụ thứ hai ở trong VN30 đó là nhóm Vingroup. Chúng ta có thể thấy ở đây là nhóm Vingroup hôm nay cũng có một phiên giảm điểm. Vincom Retail giảm 1,9% xuống 30.3. Cổ phiếu VIX của Vingroup là giảm nhẹ 0,1% và cổ phiếu Vinhomes bị khối ngoại bán ròng khá là mạnh, giảm 1,3% xuống 81.5. Nhóm trụ thứ ba trong VN30 đó là nhóm thực phẩm đồ uống, thì chúng ta có thể thấy ở đây Masan hôm nay giảm 0,5% xuống 146.9, hay là Sabeco hôm nay giảm 1,1% và Vinamilk hôm nay Vinamilk là đã giảm 0,1%, giảm nhẹ xuống 89.6. Vừa rồi cũng là phần tổng hợp lại thị trường, diễn biến của thị trường trong ngày hôm nay phiên 11 tháng 11. Em xin phép được nhường lại mic cho anh Văn để anh Văn có thể chia sẻ thêm với cả quý nhà đầu tư về diễn biến cụ thể hơn của diễn biến thị trường cũng như xuống một số nhóm ngành. Em xin mời anh Văn ạ. Xin chào Nguyên, xin chào tất cả anh chị em đã tham gia chương trình nhận định thị trường ngày hôm nay. Thì nếu mà đơn giản mà mình nhìn vào VN-Index không á, thì mình sẽ thấy là cái trạng thái thị trường nhìn rất rõ là thanh khoản thị trường tăng rất cao. Cuối phiên thì có rút chân trở lên lại, nhìn đến mọi người nhìn đến chung với mình thôi. Đến thì có rút chân trở lên lại thì nhìn là thấy vẫn rất bình thường, thanh khoản cao nè, đến rút chân nè. Đó tương tự như cái phiên mà thanh khoản cao của ngày 3 tháng 11. Đó, đây là hai trạng thái ngày giao dịch mà mọi người nên lưu ý, là một ngày ở đây. Một ngày tiếp theo là ngày đây. Thì ở đây không, sau đó thì mình đi phân lớp các vốn hóa đi. Thì mình sẽ chuyển xuống mình coi vốn hóa của những cái nhóm đó. Ví dụ trong nhóm VN30 thì mọi người thấy là nhóm VN30 đây, mọi người thấy trạng thái rất yếu. Nếu mà so sánh với VN-Index, so sánh VN-Index, mình qua cái trạng so sánh đi, thì mọi người mình để như là VN-Index đi. Thì mọi người sẽ thấy vấn đề của nó là đây VN30, đây VN-Index, thì mọi người thấy cái vấn đề của VN-30 là không có hút được dòng tiền. Không có được dòng tiền mà sức bật rất là kém, trong khi VN-Index thì đã bật vượt đỉnh đúng không? Còn VN30 thì mãi chưa vượt được. VN30 mãi chưa vượt được. Vậy so sánh với nhóm vốn hóa Midcap thì các bạn thấy nào? Midcap thì các bạn thấy hoàn toàn câu chuyện ngược lại. Câu chuyện ngược lại ở đây là giá bắt đầu bứt phá khỏi và tăng rất mạnh từ đầu tháng 10. Tăng cho đến bây giờ vẫn đang duy trì là tăng, và nếu mà về chỉ số thì nó đang khoảng gần 2.000 điểm. Và nếu về nhóm small cap thì mình nghĩ là còn cao hơn nữa. Có một cái thống kê mà hôm nay mình có các bạn chờ để mình chia sẻ mọi người thử, là hôm nay mình có làm, thì mọi người để mình chia sẻ cái phần đó cho mọi người, là cái chỉ số về tâm lý thị trường mà mình có thiết lập, thì đó thể hiện một vấn đề như vậy. Đây. Cái chỉ số tâm lý thị trường cho đến ngày 10 tháng 11 là VN-Index nó đang tâm lý của nhà đầu tư tham gia thị trường đang rất là lạc quan, nó tới 94 điểm và tiếp cận gần 100 điểm. Nhưng mà nhìn vô các phân lớp nhóm ngành á, hoặc các phân lớp vốn hóa cổ phiếu, thì mọi người lại thấy là vốn hóa lớn lên. Vốn lớn không lên, nhưng mà lại tại sao tâm lý của toàn bộ thị trường rất lạc quan? Thì bắt đầu mình sẽ check ra các phân lớp, thì mọi người thấy trạng thái này. Phân lớp nhóm small cap á, thì chỉ số tâm lý á, thì rất là cao, tâm lý 98 điểm, mid cap 97 điểm, large cap là có 84 điểm, rồi còn
VN-Index là 94 điểm. Sau khi các bạn ngó lại trong những cái ngày trước, ví dụ ngày 27 tháng 10 đi, 27 tháng 10 là hầu như là ở mức khoảng 88, trung bình là 80 điểm. Nhưng mà nhóm Blazecap vẫn là thấp nhất. Và kéo dài cho đến bây giờ, hầu như nhóm Blazecap vẫn là vùng thấp nhất. Blazecap vẫn là vùng thấp nhất, 80 là 84 nữa. Thì ở đây có sự trỗi dậy, tiến bộ lên từ nhóm gì? Nhóm Midcap bắt đầu từ ngày 27 là có 85 điểm thôi. Nhưng sau đó bắt đầu tăng lên 94, 99, 93 là khi sụt giảm của ngày 3 tháng 11 đúng không? Thì đến như bây giờ là 97, 98, chứng tỏ là cái đà tăng giá của thị trường hiện tại, cái đà tăng giá và tâm lý thu hút dòng tiền ở đây nó tập trung chủ yếu từ nhóm Midcap là chính. Thì nhóm Midcap là chính. Thì bắt đầu mình qua mình phân tích nhóm Midcap. Midcap ở đây là chính. Thì khi mà nhìn vô Midcap thì mình thấy là ok, những ai mà nằm dưới nhóm cổ phiếu Midcap hoàn toàn là có một cái cơ hội, có một cơ hội giao dịch rất ấn tượng đây. Vậy các bạn sẽ kiểm tra cùng với mình thử coi là trong nhóm Midcap này thì nó có những cái cổ phiếu nào mà nó đáng quan tâm đúng không mọi người? Đó là cái phần mà diễn biến thị trường mà mình dần mình chia sẻ để bóc tách ra cho mọi người thấy là cái thị trường đang hình thành giao dịch như thế nào. Trước khi đi vào nhóm Midcap thì mình sẽ có một cái chia sẻ nữa về trạng thái thị trường. Đây là khung giờ đi, đây là khung giờ. Thì trong khung giờ này khi các bạn để ý nè. Các bạn để ý trong cái phần là nhóm vốn hóa lớn đi, ví dụ nhóm VN30 Index thì các bạn thấy là giao dịch thì thanh khoản ngày càng cao lên. Giao dịch ngày càng cao lên nhưng mà bản chất của nó là dòng tiền nó càng ngày càng bị bán ra. Ngày càng bị bán ra thì dẫn đến là vừa là chỉ số tâm lý ở đây là không cao, vừa là dòng tiền thanh khoản cao, nhưng mà định nghĩa thanh khoản cao ở đây là dòng tiền bị bán ra. Dòng tiền bán ra rút ra. Và có một thực tế nữa là tất cả công ty chứng khoán đều đang rất là căng nguồn margin. Ở VND cũng y chang như vậy. Và nhiều khi là hạn chế rút sức mua của mọi người nữa. Thì khi mà trạng thái như vậy xảy ra thì dẫn đến là cái động lực mà tiền để mà đẩy cổ phiếu nhóm VN30 tăng thì không có. Đó, thứ nhất là tăng của nhóm VN30 không có. Cái vấn đề quay lại là nhóm Midcap thì sao? Ở ví dụ Small Cap đi. Đây là chart của Small Cap thì các bạn thấy là nó cũng bị gì? Nó cũng bị rung lắc bởi yếu tố thị trường. Đặc biệt là ví dụ đây là thời điểm ngày 3 tháng 11 này, rung rất mạnh đúng không? Sau đó hồi lại. Thì cái trạng thái này nó vẫn hút dòng tiền. Thanh khoản bắt đầu vẫn cao trở lại và hút dòng tiền thì những phiên bán hay thì cái lực bán rất là mạnh. Nhưng sau đó ok vẫn duy trì là tăng. Đảm bảo là dòng tiền vẫn còn ở Midcap. Thứ hai là của Small Cap. Còn đối với trạng thái của Midcap thì sao? Midcap duy trì đều luôn, dòng tiền vẫn liên tục vào, không có hiện tượng thoát ra luôn. Thì nếu mà xét trong dữ liệu quá khứ thì thấy là rất rõ là nhóm Midcap đang rất là mạnh. Nhóm Midcap đang rất là mạnh. Vậy mình mới quay lại là trong nhóm Midcap như vậy thì có những cái trường hợp nào ấn tượng mà mình nên quan tâm. Thì mình sẽ dò trong nhóm Midcap để chia sẻ với mọi người. Midcap đây. Trong Midcap thì bắt đầu mình sẽ check một cái gọi là biến động trong khoảng 4-5 ngày trở lại đây đi. Thì các bạn kiểm tra trong 4-5 ngày trở lại đây. Thì hầu như nếu mà xét T+4 nha. T+4 của nhóm Midcap thì các bạn thấy là khá nhiều cổ phiếu mà vốn hóa trung bình đang tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Và nó liên quan đến nhóm cổ phiếu bất động sản rất là nhiều. Nè, nhìn ở CO là cổ phiếu bất động sản nè. Và nhìn mà LTG là cổ phiếu bất động sản nè. STG liên quan đến cổ phiếu của KBC nè, cũng bất động sản. Không phải. STG là kho vận miền Nam, là công ty liên quan logistics. Rồi Long Điền nè. Rồi công ty mẹ của cộng một cổ đông của VND nè. Hoàng Anh Gia Lai nè. Rồi những doanh nghiệp như bất động sản như là CCI nè. Đó. Thì các bạn nếu mà kiểm tra vốn hóa lớn đi, hôm nay những cổ phiếu này giao dịch hàng đầu thì các bạn thấy là ví dụ Nam Kim thì đang giảm, nhưng cổ phiếu khác trong nhóm này mà đang tăng mạnh thì có là FLC nè, Long Điền nè, rồi dưới đây có Hòa Bình nè. Hòa Bình trong thời gian qua cũng tăng rất mạnh.
thì nó dẫn đến là cơ hội nó xuất hiện ở những nhóm vốn hóa trung bình. Cơ hội nó đang xuất hiện ở nhóm vốn hóa trung bình. Vậy khi mà sắp tới các bạn cần quan tâm giao dịch thì nên giao dịch nhóm cổ phiếu nào? Thì câu chuyện đặt ra là thứ nhất là nhóm ngành thì nó có một là bất động sản. Một là bất động sản thì các bạn kiểm tra nhóm bất động sản có những cái phương án nào nó hấp dẫn. Thì các bạn quan sát thì mình cũng quan sát thị trường, mình cũng giao dịch cùng với mọi người. Thì các bạn chỉ cần là quan sát trong giai đoạn vừa qua nhóm bất động sản có những cái cổ phiếu nào đang là hoạt động tích cực. Thì các bạn liệt kê ra, ví dụ đây là những cổ phiếu hoạt động tích cực của nhóm bất động sản thì có như KBC hôm nay tăng mạnh này, DG tăng nè, FLCB đó là những cái doanh nghiệp đang hoạt động tích cực của nhóm bất động sản là đây có. Đó. Rồi cái thứ hai nữa là nhóm dầu khí hưởng lợi từ việc là giá dầu thế giới vẫn tiếp tục tăng. Thì khi mà kiểm tra như vậy thì các bạn sẽ ra những cái phương án mà nó hôm nay thì không phải là một ngày của cổ phiếu dầu khí, nhưng mà mình nếu mà kiểm tra lại trong khoảng mấy ngày qua thì các bạn thấy là T cộng 4 thì khá nhiều cổ phiếu dầu khí đang lợi. T cộng 4 thì khá nhiều cổ phiếu dầu khí đang lợi, lợi rất ấn tượng. Và trong đó thanh khoản cao thì có VLX nè. VLX và tốc độ tăng giá rất mạnh nè. VLX hôm nay vẫn tăng nè. Rồi trong đó cổ phiếu vốn hóa lớn thì có như BVS cũng tăng nè. Đó. BVS đang cố gắng vượt đỉnh nè. Vượt đỉnh trong vòng là nhiều năm của BVS, đúng rồi, nhiều năm của BVS. Từ xưa đến giờ của BVS. Rồi thứ hai là như BVD nè. BVD là đã vượt đỉnh 4 năm nè. Đã vượt đỉnh 4 4 đến 5 năm nè, từ năm 2016 đến giờ mà đang bứt phá lên nè. BVD nè. Rồi cổ phiếu thứ tiếp theo như là PSR đi. PSR thì các bạn thấy là vẫn duy trì xuống tăng nè. Vẫn duy trì xuống tăng sau khi vượt đỉnh nè, vẫn duy trì xuống tăng. Đây là nhóm thứ hai. Thì ngoài bất động sản rồi đến dầu khí thì các bạn cứ tuần tự các bạn liệt kê lên những cái nhóm ngành như vậy, nó sẽ là những cái cơ hội giao dịch của mình. Thì có khá nhiều cái danh mục, ví dụ chứng khoán thì nó cũng ra chứng khoán lần rồi, khi mà thị trường mà duyệt mà nhiều ngàn tỷ như vậy thì các bạn bắt đầu lựa chọn được những cái doanh nghiệp chứng khoán mà nó tăng giá mạnh nhất. Ví dụ như là vừa vừa qua thì VND tăng giá rất mạnh mẽ đúng không mọi người? VND tăng giá rất mạnh mẽ và chờ một dịp điều chỉnh của VND thôi để các bạn có thể tiếp tục là thăm để xem xét chứng khoán là một cơ hội giao dịch. Nhưng ngược lại vậy những cái nhóm ngành nào mà tiêu cực ảnh hưởng thị trường trong suốt thời gian qua thì có là nhóm sắt thép. Ví dụ em kiểm tra sắt thép thì mọi sẽ ra liền luôn, hầu như các cổ phiếu sắt thép trong T cộng 3, T cộng 4 trong suốt xuyên suốt thời gian qua đều giảm và nó nằm ở những cổ phiếu hàng đầu luôn nha. Ví dụ như Nam Kim là giảm 8% nè, Hoa Sen giảm 6% nè, rồi Hòa Phát giảm 5% nè. Các bạn coi Hòa Phát hôm nay, Hòa Phát hôm nay có rủi ro gì? Hòa Phát hôm nay bắt đầu xuất hiện rủi ro là giảm qua vùng MA trung hạn và hình thành đà giảm. Thì nó xuất hiện gì? Nó có xuất hiện cái việc là dòng tiền bị bán ra, thanh khoản cao và dòng tiền bị bán ra, nó dẫn đến thúc đẩy giá giảm. Thì hôm bữa thì mình có chia sẻ với mọi người là cũng không lo lắng gì về Hòa Phát đúng không? Nếu các bạn xem xét nó một khoản tích sản dài hạn, nhưng mà đến hôm nay thì khi mà giá bắt đầu suy giảm hơn cái vùng MA 50 thì mình bắt đầu phát một tín hiệu cảnh báo với mọi người là hãy nên thận trọng đối với những ai mà vượt ngắn hạn đó, hãy nên thận trọng khi mà giá xuyên vào vùng vùng MA trung hạn để các bạn quản trị rủi ro trong ngắn hạn đối với tài khoản của mình. Đó, đó là một số cái chia sẻ về thị trường mà mình gửi đến mọi người. Dạ vâng, em xin cảm ơn phần chia sẻ thị trường vừa rồi của anh Văn, giúp các nhà đầu tư có thể phân tích và nhìn được ra những cái nhóm ngành mà dòng tiền đang hiện đang chảy vào đâu. Như anh Văn cũng có nói thì mọi người hãy tập trung vào những cơ hội ở những cái cổ phiếu vốn hóa vừa, dòng mid cap, khi mà dòng VN30 hay là dòng large cap là đang có dấu hiệu là bị bán ra. Và cũng anh Văn cũng đưa ra những cái quan điểm về những cái dòng cổ phiếu mà mọi người có thể chú ý tới, ví dụ như là các cổ phiếu nhóm vốn hóa trung bình ở các dòng bất động sản hay là dầu khí, cũng như là nên cẩn trọng với cả những cổ phiếu ở nhóm sắt thép như anh Văn cũng vừa đưa ra ví dụ của Hòa Phát vừa rồi. Vâng, trước khi chúng ta đi sang phần tiếp theo của chương trình là phần hỏi đáp với cả chuyên gia,
Thì em xin phép được chia sẻ lại với những quý nhà đầu tư vừa tham dự chương trình Nhịp đập ngày hôm nay về khóa học DTrade, là khóa học giao dịch chứng khoán giúp các anh chị có thể nâng cao khả năng giao dịch trong ngắn hạn của mình, tìm những cái cơ hội đầu tư vượt trội trên thị trường. Và các nhà đầu tư thì sẽ được làm việc với cả các chuyên gia của VN Direct để mình có thể nâng cao khả năng của mình cũng như nhận cái chứng chỉ đào tạo Trader Pro sau khi hoàn thành khóa học. Em xin phép được để lại đường link ở dưới phần chat để các anh chị có thể tiện theo dõi trên dacademy.vndirect.com.vn về khóa học. Ngoài ra thì với những câu hỏi với trường hợp là những câu hỏi là có thể là hôm nay không được trả lời kịp, thì em cũng xin phép được để lại đường link của tư vấn đầu tư ở trên này để các anh chị có thể tiện tham khảo. m.me/tuvanvndirect để các anh chị có thể hỏi đáp, trao đổi với các chuyên gia VNDirect về những cái cơ hội, những cái thắc mắc trên thị trường của mình. Dạ vâng, bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, đó là phần hỏi đáp chia sẻ với chuyên gia. Thì em xin được bắt đầu luôn với cả câu hỏi đầu tiên. Em có thấy ở đây là rất là nhiều nhà đầu tư đang có câu hỏi về việc mua gia tăng với cả cổ phiếu, cụ thể ở đây là cổ phiếu OCB, cũng như là nhiều nhà đầu tư đang hỏi về điểm mua của các cổ phiếu ngân hàng như là Techcombank hay là MSB. Thì anh Văn có thể đưa ra quan điểm của mình về nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng như là các cổ phiếu đang được quan tâm như là OCB, MSB, Techcombank, gọi những cổ phiếu là đang có dấu hiệu giao dịch không tích cực lắm trong những phiên gần đây. Vâng ạ. Có một cái so sánh là khoảng hôm chia sẻ ngày khoảng 9 tháng 11 đúng không Nguyên, là anh có nói về cổ phiếu ngân hàng. Thì có so sánh là những cái cổ phiếu ngân hàng nào mạnh hơn, gọi là mạnh hoặc là yếu hơn so với chính chỉ số của nó. Ví dụ đây là chỉ số của nhóm cổ phiếu ngân hàng nhé. Thì khi các bạn coi cái chỉ số ngân hàng này, các bạn sẽ thấy một đợt phù này. Đây là giai đoạn tháng 8, đây là vùng đỉnh có thể có. Rồi đến hiện tại là tháng 11. Thì các bạn thấy là không cần so sánh với chỉ số VN-Index, các bạn đã biết là chỉ cổ phiếu ngân hàng đang yếu so với thị trường rồi. Vậy nếu các cổ phiếu ngân hàng khác đang so sánh cùng, thì các bạn thấy là nếu mà nhìn vào đồ thị này thì các bạn thấy 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, hôm nay là ngày thứ 6 cổ phiếu ngân hàng giảm điểm. Hôm nay là ngày thứ 6 cổ phiếu ngân hàng giảm điểm. Thì khi mà kiểm tra như vậy xong, thì các bạn nếu mà làm một cái đơn giản là thống kê giao dịch của các cổ phiếu ngân hàng trong thời gian qua, thì các bạn thấy là rất rõ luôn là thằng nào mà giảm mạnh nhất thì thằng đó là rủi ro nhất. Ví dụ giảm mạnh nhất thì có OCB. Tại vì sao OCB giảm? Đơn giản là OCB trong cả nhóm ngành nó bị suy yếu. OCB ok tăng lên rất là tốt, sinh thành xuống tăng thì áp lực chốt lời của OCB xuất hiện. Áp lực chốt lời của OCB đang xuất hiện. Mình thấy là áp lực chốt lời xuất hiện rất là mạnh mẽ và làm cho dòng tiền bị sụt giảm. Đối với trường hợp này thì khi giảm lại, giá test lại vùng đã vượt đó, thì nó lại mở ra cơ hội cho mọi người. Nhưng các cổ phiếu khác trong cùng ngành thì sao? Thì đây, ví dụ SHB cũng hay giảm về cổ phiếu. Rất nhiều nhà tư hay thấy SHB giảm về cổ phiếu. Tức là khi mà thống kê xong, các mọi người thấy gì? Những cổ phiếu mà hình như là do người tích cực của nhóm ngân hàng lại là những cổ phiếu giảm mạnh nhất. SHB giảm mạnh đúng không? OCB cũng vừa rồi mạnh và giảm mạnh. BVB cũng vừa vượt xong rồi. Xong rồi quay lại test lại. Thì những thằng nào tăng vừa rồi thì hóa ra là dòng tiền nó không đều, không bền, nên nó bị quay trở lại, nó bị bán thì như đây MSB luôn. Mọi người thấy là dòng tiền vào nhưng mà dòng tiền cảm thấy là nó không hiệu quả nên vào xong rồi thoát ra, nên suy ra luôn dòng tiền mà khoảng ngày 3 tháng 11, sau đó mọi người hỏi là dòng tiền nó có vào tiếp tục ngân hàng hay không sau khi một phiên tăng giá của phiên ngân hàng, thì mình xin thưa mọi người luôn là nó vào xong đến hôm nay khoảng 3 ngày trở lại là hầu như nó bán ra hết để quay trở lại cổ phiếu bất động sản, để quay trở lại cổ phiếu bất động sản và nhóm ngành mid cap và nhóm vốn hóa lớn, gọi là nhóm mid cap, để mà tiếp tục là câu chuyện là cơ hội giao dịch nó nằm ở đó. Thì khi mà kiểm tra tiếp thì mọi người thấy là khá nhiều cổ phiếu nó đang giao dịch trong vùng không có xu hướng của nhóm ngân hàng, nên dẫn đến trả lời cho tất cả mọi người, đối với tất cả mọi người đang sở hữu cổ phiếu ngân hàng nha. Nếu các bạn đang sở hữu những cổ phiếu mà đang còn xu hướng như OCB, BVB, MSB hoặc là Tiên Phong Bank, thì các bạn phải rõ là nó đang ở trong giai đoạn điều chỉnh, nên là các bạn có thể chờ
là giá, xem xét coi giá nó có bật lên lại lại từ vùng hỗ trợ hay không để bạn quyết định là còn tiếp tục nắm giữ. Còn đối với các nhà đầu tư mà đang nắm giữ cổ phiếu ngân hàng và đang trong trạng thái không có xu hướng, ví dụ Techcombank là không có xu hướng, VB là quay lại nền, thì tốt nhất là các bạn nên chờ để bán ra và tập trung dòng tiền đầu cơ của mình đang nói dòng tiền đầu cơ nha, vào những cổ phiếu mà đang có xu hướng mạnh mẽ của thị trường, gọi là đang 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 trong giai đoạn mà được thị trường ủng hộ, để các bạn tối ưu hóa cái việc đầu tư của mình hơn. Đối với đó là nhóm ngân hàng, thì còn những chi tiết về các cổ phiếu trong đây, ví dụ các bạn hỏi là CTG mình nắm giữ thì không, SHB hoặc ACB, nó mang tính chất là không khả thi khi mà trả lời hết cho mọi người, nhưng mình sẽ view cho mọi người là trạng thái mà các bạn nắm giữ mà không có xu hướng, ví dụ Liên Việt, Bảo Bank, các bạn thấy là tính là nó cũng đâu đã hình thành xu hướng tăng đâu, cái này một nhịp hồi xong bây giờ dòng tiền nó kéo lại, thì việc của bạn là ok, cắn răng mà bán, nên bán. Còn nếu cảm thấy short quá thì các bạn có thể bán 1/2, bán một phần để mình chuyển dòng tiền của mình bắt đầu tập trung những cơ hội tốt hơn. Tại vì hiện tại dòng tiền nó dẫn đến là nó đang tập trung vào nhóm mạnh, nó vẫn sẽ tiếp tục mạnh, và nhóm yếu thì nó vẫn yếu. Đó đó là câu trả lời của anh về nhóm ngân hàng nguyên đơn. Vâng, em xin cảm ơn anh Văn vì phần trả lời vừa rồi, và qua đây thì các hy vọng là các nhà đầu tư cũng hiểu được cái quan điểm của anh Văn về xu hướng của nhóm ngân hàng, cũng như là việc mình nên tập trung cơ hội với cả những nhóm ngành có xu hướng hấp dẫn hơn hiện tại so với cả nhóm ngân hàng, vốn là một nhóm đã tăng rất tốt trong nửa đầu năm nay. Tiếp theo câu hỏi của chúng ta là câu hỏi về chiều nắm giữ Lộc Trời và chiều mua HT1 của nhà đầu tư Văn Phúc ạ. Đối với Lộc Trời thì liên quan đến việc là nhóm lương thực thực phẩm luôn. Lộc Trời thì nhìn vào thì mọi người thấy rất rõ là nó đang hình thành xu hướng, nhưng mà xu hướng của Lộc Trời nó không mạnh, xu hướng của Lộc Trời thật sự không không mạnh và không ấn tượng, nên là các bạn hãy xác định là các bạn đầu tư dài hạn á, thì các bạn hoàn toàn có thể tích lũy vẫn theo xu hướng của Lộc Trời được, nhưng mà đầu cơ ngắn hạn á, thì cơ hội giao dịch ở Lộc Trời nó không nhiều. Cơ hội giao dịch ở Lộc Trời nó không nhiều, tại vì thanh khoản của nó tương đối là trung bình yếu, dòng tiền không thu hút, nên là nó phù hợp cho việc là các bạn xem xét đây là một cơ hội đầu tư hơn là một cơ hội giao dịch. Nếu mà đã vào đầu tư thì các bạn nên đi sâu về thị trường doanh nghiệp này, nó có lợi thế cạnh tranh gì để nó tạo ra cái value, cái gọi là pin an toàn cho các bạn. Phương pháp ở đây là value investing, nó sẽ phù hợp hơn là giao dịch theo xu hướng. Cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu gì nguyên nhỉ? Cổ phiếu thứ hai là HT1 anh ạ. À, nhóm vật liệu xây dựng. Nhóm vật liệu xây dựng thì mọi người sẽ có một cái tham khảo ở đây. Tham khảo ở đây là nhóm vật liệu xây dựng, nó sẽ đi đồng thời với nhóm sắt thép luôn nha. Ở đây là đồ thị của nhóm vật liệu xây dựng, Material, VN Material, thì nó đơn giản là các bạn sẽ thấy nó khá giống đồ thị của nhóm sắt thép. Thì nhóm sắt thép đang suy yếu là do là giá sắt thép thế giới đang suy yếu. Rồi nên những anh chị nào mà nắm giữ cổ phiếu sắt thép thì lưu ý chuyện đó giúp mình là hiện tại giai đoạn không phải là cơ hội giao dịch ở nhóm sắt thép. Còn nếu các anh chị cần mà tư vấn xử lý bán nó như thế nào sẽ hiệu quả, thì các bạn nên làm việc trực tiếp với người kê bai của mình. Thì khi mà các bạn request với người kê bai thì người kê bai sẽ làm việc với bên trung tâm tư vấn đầu tư để đưa ra cái giải pháp cho các bạn nó phù hợp hơn. Rồi đối với nhóm cổ phiếu xi măng, ví dụ như HT1, các bạn sẽ thấy là ok, các bạn thấy là đang hồi phục và vượt đỉnh, nó ấn tượng đúng không? Nếu đúng, tại vì xu hướng của HT nó đang lên, xu hướng của HT đang lên, vậy các bạn sẽ tham khảo gì? Tham khảo giá xi măng thế giới nó đang như thế nào? Tại vì HT1 cộng với BCC, cộng với BCC thì có khả năng xuất khẩu được, và xu hướng tăng của BC1 lẫn của HT1 lẫn BCC vẫn đang là trong xu hướng lên, và nó xuất hiện từ đó, nó sẽ từ vùng điều chỉnh bật lên, nên hiện tại trạng thái cổ phiếu của nhóm ngành xi măng đang cực hơn so với nhóm ngành sắt thép, và cơ hội giao dịch của bạn vẫn còn. Nếu như các bạn đang có thì các bạn nắm giữ không cần mua thêm, còn các bạn chưa có thì hoàn toàn là có thể là, ví dụ ở đối với BCC thì hoàn toàn có thể canh giá vẫn đang ở trong vùng điều chỉnh, và các bạn có thể mua từ từ. Nhưng lưu ý là giá đã tăng một thời gian rồi, nên những cái điểm mua này các bạn không thể mua với tỷ trọng cao được, các bạn nên mua với tỷ trọng thấp thôi.
gọi là giao dịch theo xu hướng, thì cái quan trọng là phân bổ tỷ trọng. Thì đối với Hà Tin 1 cũng y chang như vậy. Hà Tin 1 thì mạnh mẽ hơn so với BCC vì đã tăng rất mạnh từ vùng hỗ trợ bật lên rồi và đang tiếp cận cái nửa trên bên trên của giá, nên các bạn cần chờ một nhịp retest lại để rõ ràng hơn rồi các bạn hãy giao dịch theo xu hướng đối với Hà Tin 1. Đó xong nhóm xi măng và nhóm vật liệu xây dựng luôn, là bao gồm sắt thép luôn. Đối với các anh chị nào mà nắm giữ cổ phiếu sắt thép á, thì hầu như là mình đã chia sẻ rồi là những cổ phiếu như Hoa Sen, Nam Kim thì đều không có cơ hội trong giai đoạn vừa qua. Thì chỉ duy nhất các bạn cần nắm giữ là Hòa Phát. Thì hôm nay chẳng thấy Hòa Phát đang xuyên xuống dưới vùng 54.5 là cái vùng đỉnh cũ, cộng với lại là hỗ trợ của khoảng trong giai đoạn tháng 10. Thì đến bây giờ thì trạng thái này nó đang xuyên và nằm dưới đó rồi. Thì các bạn, đối với các bạn giao dịch ngắn hạn đó, để tối ưu vốn thì các bạn thể bán ra các phần giao dịch ngắn hạn, còn phần mà các bạn đầu tư dài hạn thì các bạn có thể là vẫn tiếp tục nắm giữ được. Nhưng tất cả những người mà dựa theo xu hướng thì buộc phải bán. Đó là cái chia sẻ về nhóm sắt thép và xi măng luôn. Dạ vâng. Tiếp theo, em thấy ở đây là các nhà đầu tư đang có câu hỏi, khá là nhiều câu hỏi về nhóm, cụ thể là nhóm bất động sản công nghiệp, về xu hướng nắm giữ của một số cổ phiếu như là Long Hậu, SSC hay là KVC. Thì anh Văn có thể chia sẻ quan điểm của anh với nhóm bất động sản khu công nghiệp ở trong giai đoạn này của thị trường không ạ? Ok, câu hỏi. Thì thực ra là cái vấn đề này là vấn đề mọi người rất quan tâm. Thì nhóm bất động sản công nghiệp thật sự là dần vừa qua lời rất nhiều. Ví dụ nha, nhóm vốn hóa trung bình nhỏ là ITA tăng rất mạnh. ITA vừa qua tăng rất mạnh. Đó, thứ nhất là ITA tăng mạnh, DTD cũng tăng mạnh luôn. Thì DTD bắt đầu là có gì, có quỹ đất ở khu Hà Nam, như khu Hà Nam bắt đầu là được bàn giao và cho thuê, không bắt đầu cho thuê, thì dẫn đến cái đà tăng giá của DTD rất mạnh mẽ. Và đây là một cổ phiếu mà hiện tại trong nhóm bất động sản, một trong những cổ phiếu bất động sản công nghiệp vẫn duy trì là tăng giá rất mạnh mẽ, là từ khi khởi điểm của sóng bất động sản công nghiệp là từ 2019-2020. Đó, DTD. Cái thứ hai là ví dụ check theo đà tăng đi, thì mình có là VGC. VGC thỏa điều kiện về thanh khoản luôn. VGC vẫn đang tăng mạnh. Thì VGC có những quỹ đất và vừa làm vật liệu xây dựng mà vừa có quỹ đất luôn. Thì xu hướng vẫn đang lên. Thì dẫn đến là mọi người chỉ cần là tập trung cổ phiếu này và follow theo xu hướng của VGC để tìm một cái điểm mua thôi, tìm một điểm mua để các bạn giao dịch theo, thì nó sẽ là một cơ hội giao dịch cho các bạn. Rồi tiếp tục là IDC. IDC thì có một số thông tin là tin về việc bán cho cổ đông nước ngoài giá ABC các kiểu, nhưng mà mình chỉ thấy là đối với các nhà đầu tư lớn đó, hiện tại đây không phải là vùng họ có thể còn giao dịch được nữa. Có chăng là chỉ còn nắm giữ và chờ bán thôi. Vậy nếu bạn là nhà đầu tư nhỏ thì bạn nghĩ sao? Nếu bạn nhà đầu tư lướt sóng thôi thì bạn nghĩ là với cái vùng giá hiện tại các bạn giao dịch mua vào thì các bạn kiếm được lời nhiều hơn hay rủi ro? Thì mình nghĩ là cái phần rủi ro các bạn sẽ dần dần đối mặt với chuyện đó nhiều hơn. Nên nhấn đến là đối với trạng thái IDC nó đã tăng một đoạn thời gian quá xa rồi để mình có thể xem xét nó là một cơ hội giao dịch, tốt nhất là nên bỏ qua, kệ nó tăng gì kệ nó. Đó, bỏ qua IDC. Thì những cổ phiếu khác còn lại thì sẽ là gì, là cơ hội không? Để tiếp tục mình kiểm tra KVC. KVC thì sau một giai đoạn là test lại vùng quanh là 48-950 thì đang bật. Hôm nay thì lại bị chốt lời khi mà giá tăng xe. Thì mọi người cứ lưu ý là khi mà giá tăng xe thì cái lực bán của KVC nó sẽ xuất hiện, và việc của mọi người nên chờ những cái vùng hỗ trợ có thể có xuất hiện đối với KVC để các bạn giao dịch. Bây giờ trạng thái này là trạng thái chốt lời ngắn hạn nha. Rồi NTC thì sao? NTC bật lên từ đáy và chưa hình thành xu hướng. Rồi đối với nhóm tiếp theo như là D2D. D2D đang vượt đỉnh nè, vượt đỉnh trong quá khứ nè. Đây là D2D vượt đỉnh nè. Và bây giờ đang là trong giai đoạn tăng giá.
thì quá trình này quá trình điều chỉnh lại của D2D thôi, các bạn vẫn follow xuống theo D2D để các bạn giao dịch. Rồi một cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu SSC cũng đang là trong vùng điều chỉnh bật lên, thì hoàn toàn các bạn có thể giao dịch theo xu hướng đối với SSC được. Đây là vùng điều chỉnh và đang bật lên của SSC. Rồi những cổ phiếu bất động sản khác thì hoàn toàn ở đây các bạn thể tham khảo, và lưu ý là các bạn nên tập trung những cổ phiếu nào có xu hướng tăng mạnh. Thì nếu như các bạn muốn tham khảo thử thì hoàn toàn có thể mình sẽ check một cái là những cổ phiếu bất động sản nào đang có xu hướng tăng. Như mình quét đây thì nó ra những cổ phiếu bất động sản có xu hướng tăng như là KBC nè, ITA nè, VGC nè, PHR nè, PHR đang xu hướng tăng nè. Rồi DTD nè, HU4 nè, HU4 hình như ở Thanh Hóa vẫn đang xuống lên nè. Rồi đến nhóm SNL, SSL, SNZ. Rồi D&D khá nhiều cổ phiếu có xuống tăng. Thì khi các bạn liệt kê như vậy xong thì còn tùy lại khẩu vị của bạn, độ hiểu biết của bạn về nhóm cổ phiếu này để các bạn giao dịch. Đó là đây là cái chia sẻ của mình về nhóm bất động sản công nghiệp. Dạ vâng, em xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của nhóm bất động sản công nghiệp của anh Văn ạ. Tiếp theo em thấy nhà đầu tư Thanh Duy có câu hỏi về điểm mua cho các cổ phiếu GEG và cổ phiếu HHV ạ. HV thì thuộc nhóm bất động sản. Thì HV là cổ phiếu nếu như điều chỉnh lại hoàn toàn các bạn có thể là có cơ hội mua vào. Đây là đang trong giai đoạn điều chỉnh lại đúng không? Thì hoàn toàn đây là cái cơ hội để các bạn có thể canh một hoặc hai ngày tới để các bạn có điểm mua. Điểm mua là cái vùng mà nó đã vượt qua thì nó test lại. Tại vì xu thế của nó đang bắt đầu hình thành, đang bắt đầu hình thành. Mọi người lưu ý là đang bắt đầu hình thành thì hoàn toàn có thể các bạn có thể mua tham gia thử. Mua thử nghiệm khi mà giá bắt đầu hình thành xu hướng. Đó là đối với HHV. Còn cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu gì nhờ Nguyên nhỉ? Cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu GEG ạ, Điện Gia Lai đã tăng trần GEG. Hôm nay thanh khoản. GEG thì mình cơ bản là mình check xu hướng cho mọi người nha. Đây là xu hướng đang bắt đầu hình thành. Xu hướng đang bắt đầu hình thành của GEG thì nó trùng thời điểm với nhóm ngành liên quan đến những ngành điện hoặc là xây dựng điện, nó cũng đang tăng thôi. Điện Gia Lai thì xây dựng nó cũng đang tăng thì các bạn hoàn toàn là follow theo xuống này. Các bạn hoàn toàn có thể follow theo xuống này. Ngoài ra thì có một số cổ phiếu ngành điện khác, ngành điện và xây dựng đang là tốt, ví dụ như BC1 nè. BC1 đang là duy trì xuống tăng từ trước giờ nè, rồi BCG nè. Đó vẫn đang duy trì xuống tăng nè. Rồi ví dụ như xây dựng điện mà có VNE nữa nè, VNE hôm nay tăng trần nè. Đó thì một số cổ phiếu như vậy để các bạn follow để các bạn giao dịch theo xu hướng. Là nhóm này vẫn đang là nhóm tích cực, nhóm tăng giá bền vững. Ví dụ TV2 nè, cũng đang là hôm nay TV2 cũng tăng 6% nè. Đó nó thì là nhóm này đang là nhóm hút dòng tiền và duy trì đà tăng giá. Vâng, tiếp theo tiếp theo là câu hỏi về nhóm chứng khoán ạ. Các nhà đầu tư đang muốn hỏi điểm mua của các cổ phiếu chứng khoán như là SSI, VCI, SRS hay là VND, thì anh Văn có thể chia sẻ với nhà đầu tư quan điểm về nhóm chứng khoán đúng không ạ? Nhóm chứng khoán thực ra là đang có một cái lợi thế là thanh khoản của thị trường đang ngày càng mạnh lên trở lại, đang ngày càng mạnh lên trở lại, và nếu thị trường vẫn tiếp tục giao dịch sôi động thì nhóm chứng khoán sẽ vẫn tiếp tục là cơ hội giao dịch. Vậy vấn đề tiếp theo của bạn là các bạn cần kiểm tra cơ hội mua đúng không? Để mua của nhóm chứng khoán đúng không? Thì bạn bắt đầu kiểm tra là cổ phiếu này đang có xu hướng tăng đóng mạnh, thì đây chắc chắn đầu tiên phải là VND rồi. VND thì sau một nhịp tăng mạnh mẽ từ vùng 55 lên đến chạm vùng 70-71 thì cổ phiếu đang bắt đầu điều chỉnh, thì các bạn hoàn toàn có thể chờ thôi, chờ quá trình điều chỉnh này nó kết thúc là các bạn đã bắt đầu dâng theo xu hướng đối với VND. Rồi cổ phiếu thứ hai là ví dụ trong danh sách này khá nhiều đi, là nó tùy thuộc vào thanh khoản, thì ví dụ một số cổ phiếu mà nó phù hợp với nhóm vốn hóa trung bình đi, ví dụ nhóm vốn hóa trung bình nha. Thì các bạn thấy là CTS nè, CTS đang duy trì là tăng mạnh mẽ nè, thì họ follow đối với CTS. Rồi follow thôi chưa có điểm mua đâu. Rồi BSI là hôm qua có điểm mua nè, qua hôm kia là có điểm mua theo xuống đối với BSI nè. Rồi đối với cổ phiếu như là BSI nè, TCI nè, cổ phiếu chứng khoán khác nè, đó nó cũng đang duy trì điểm tăng. ABS thì thực ra là đa số là đang duy trì đã tăng hết.
Nó mới bắt đầu điều chỉnh thôi, mà nó mới bắt đầu giảm điểm trong ngày hôm nay, thì mọi người thấy là một cái đà giảm điểm nó xen kẽ lẫn nhau, nên dẫn đến là chưa thật sự rõ ràng là giá sẽ điều chỉnh về đâu hết để bật lên trở lại, nên là các bạn phải follow kỹ cái nhịp này, và có thể may ra là khoảng thứ ba lần sau như một review thị trường thì biết đâu nó sẽ xuất hiện điểm mua của nhóm chứng khoán và mình chia sẻ đến mọi người. Còn đối với trạng thái các bạn đang có cổ phiếu chứng khoán, các bạn hỏi mình có bán không, thì mình có lời chia sẻ là nếu như các bạn đi theo xu hướng dài thì hiện tại là nhóm chứng khoán chưa có tín hiệu gì xấu để bán. Còn nếu các bạn giao dịch gọi là theo sóng, giao dịch active trader, tức là bạn giao dịch người là giao dịch chủ động, thì khi mà thị trường đang báo những tín hiệu mà về việc hút dòng tiền ra, rồi việc là nhóm chứng khoán đang bắt đầu chậm lại đà tăng, thì hoàn toàn có thể các bạn chốt lời một phần và chờ quá trình điều chỉnh xảy ra thì các bạn mua lại sau. Đó là đối với nhóm chứng khoán. Dạ vâng. Tiếp theo nhà đầu tư có câu hỏi với cả một số cổ phiếu nhóm thủy sản như là ANV, VHC hay là ED, thì anh Văn có thể chia sẻ quan điểm kỹ thuật cũng như là câu chuyện của nhóm thủy sản không ạ? Nhóm thủy sản là một nhóm hay và tăng mạnh nhất trong thời gian qua phải là VHC, nhưng mà để gọi là tăng ban đầu một giai đoạn tăng mạnh mẽ trong khoảng từ đầu tháng 11 đến giờ, từ đầu tháng 11 đến giờ thì nó lại là câu chuyện của CMX nè, rồi ANV nè, rồi còn của ACL đấy, thì một số cổ phiếu vậy. Thì nó có một cái điều là đặc thù là những cái doanh nghiệp này á thì nó mang tính chất là vốn hóa vừa và nhỏ, quy mô vốn hóa vừa và nhỏ, nên như đấy nó hợp khẩu vị của thị trường và nó hình thành cái chu kỳ tăng giá tiếp theo. Ví dụ nó hình thành sau quá trình tích lũy thì nó tăng giá, rồi ví dụ ANV cũng y chang vậy, cũng là quay quay quá trình tái tích lũy lại và tăng giá, hoặc là CMS cũng qua là quá trình tích lũy khá dài và bây giờ tăng giá. Nên cái điểm khởi đầu hình thành xu hướng này nó hút dòng tiền và nó đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh, nó đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh. Ngoài ra cái câu chuyện tiếp theo là câu chuyện liên quan đến việc giá lương thực thực phẩm ở Trung Quốc tăng mạnh, giá lương thực thực phẩm ở Trung Quốc tăng mạnh nó cũng là một cái yếu tố mà nó gọi là catalyst, chất xúc tác để cho các nhóm liên quan xuất khẩu lương thực thực phẩm thủy sản ở Việt Nam coi như là có động lực để tăng giá, có kỳ vọng để tăng giá. Còn chuyện thực tế là những doanh nghiệp là xuất khẩu thủy sản ở sang Trung Quốc, mình phân lớp ra thì nó sẽ khác, nó sẽ chi tiết hơn, nó sẽ phù hợp hơn, nó sẽ đúng đắn hơn. Nhưng mà đây mình nói riêng về nhóm thủy sản thì đó là ba cổ phiếu CMX nè, CMX, ACL và ANV là đang có duy trì đà tăng và đang và vẫn đang tăng. Nếu các bạn hỏi là mua hay không thì nếu các bạn hỏi mình hôm qua thì mình sẽ báo mua đối với ANV rồi, còn hôm nay á, thì trạng thái là T cộng thì mình nắm giữ thôi chứ mình không mua được giá nữa. Ngoài ra thì trong nhóm này thì có một thành viên mà từng giữ FMC FMC nên mình sẵn sàng mình chia sẻ luôn là Pan. Pan thì các bạn thấy là giá vượt vùng kháng cự nè, những cái vùng kháng cự quanh tròn nè đó, thì khi mà giá vừa cũng gửi xong sẽ hình thành cái đà tăng giá theo xu hướng đúng không, thì các bạn cần kiểm tra rõ là khi mà giá vượt qua xuống như vậy thì các bạn chỉ chờ những vùng điều chỉnh nó xuất hiện đối với cổ phiếu ban để các bạn mua, thì giá mục tiêu có thể quanh đâu đó, khi mà giá chạm lại vùng đỉnh cũ thì sẽ có phản ứng vùng đỉnh cũ khoảng năm 2018, thì bây giờ giá khoảng 38 cho đến 45 thì target price của mọi người nó cũng khá xa, nó cũng khá hấp dẫn, nên mọi người đi theo xu hướng đối với nhóm nhóm cổ phiếu như là Pan luôn. Thì đó là một số chia sẻ về nhóm cổ phiếu thủy sản gửi đến mọi người. Dạ vâng. Tiếp theo em thấy ở đây là có khá là nhiều câu hỏi liên quan đến nhóm bất động sản nhà ở. Thì anh Văn có thể chia sẻ nhận định của anh về nhóm bất động sản nhà ở, xu hướng của nhóm và đặc biệt là sau khi là phiên mùng 3 tháng 11 là rất là nhiều cổ phiếu bất động sản giảm mạnh thì một số cổ phiếu bất động sản là hầu như là đã hồi phục hoặc là thậm chí là vượt lại so với cả cái đỉnh thiết lập hồi tháng 3 ngày 3 tháng 11 rồi ạ. Thì anh Văn có thể chia sẻ quan điểm về các cổ phiếu đấy không ạ? Cũng như là nhóm Đúng ngành ạ. rồi. Sau khi dòng tiền được phân hóa ra một phần qua nhóm ngân hàng, qua nhóm dầu khí và nhóm và một số nhóm khác ngành con như là thủy sản nè, như là cảng nè, thì bây giờ dòng tiền lại confirm là quay trở lại.
lại xác nhận là quay trở lại đối với nhóm cổ phiếu thuộc bất động sản. Thì các bạn thấy ở trong đây thì nó có một số, nếu mà xét ra hôm nay tăng giá nha, hôm nay tăng giá thì các bạn thấy là cũng khá nhiều cổ phiếu mà đỉnh đám nổi bật, ví dụ như thanh khoản cao có FLC thì hôm nay vượt đỉnh, hôm nay có FLC đang vượt, đúng không, thanh khoản rất cao. Rồi tiếp tục là như là cổ phiếu CO đó. Rồi dưới thì sẽ có một số doanh nghiệp khác, thì bắt đầu mình chọn lọc đi. Thì thay vì mình chọn như vậy thì mình sẽ làm một cái điều chỉnh chút xíu cho mọi người. Đây, mình sẽ điều chỉnh những cổ phiếu nổi bật của nhóm bất động sản. Thì khi mà làm như vậy xong thì các bạn thấy là có ví dụ như NDN thoát khỏi kênh giá nè. Thoát khỏi kênh giá đang hình thành cái đà tăng giá mạnh mẽ của NDN. Thì bạn follow và thật kỹ là NDN vẫn tăng từ 2020 đến bây giờ, tăng rất mạnh mẽ. Và nếu mà về khung ngày thì các bạn thấy là giá thoát khỏi kênh và test lại thì đang xuống tăng. Đó là NDN. Ngoài ra một số thương hiệu nổi tiếng, số thương hiệu nổi tiếng mà các bạn vẫn yêu thích như KDH thì hôm nay bật lên từ vùng hỗ trợ, hôm nay bắt đầu bật lên từ vùng hỗ trợ, kết thúc quá trình là điều chỉnh. Rồi Nam Long xe thì phải, Nam Long đó hôm nay bắt đầu kết thúc quá trình điều chỉnh và bật lên từ vùng hỗ trợ. Nam Long CI là vượt đỉnh, CI là vượt đỉnh gì, vượt đỉnh của năm 2021 thành thần và năm 2020-2019, những cái vùng là vùng đỉnh của nó là bắt đầu vượt lên và dẫn đến là cái vùng mà có thể gọi là đỉnh cũ trở lại của CI nó quanh đâu đó khoảng là 35 đó. Thì mọi người lưu ý đối với trường hợp CI. Rồi một số cổ phiếu khác, cổ phiếu bất động sản công nghiệp thì mình liệt kê rồi nên mình sẽ không nói cổ phiếu bất động sản công nghiệp, mà mình nói ví dụ SCR nè. SCR là đang bán dự án bất động sản ở khu TTC Land. Có một số thông tin như vậy liên quan đến SCR và Sacombrio. TTC Land nhận các dự án chuyển nhượng từ Sacombrio, từ Sacombank kiểu như thế, thì vẫn đang duy trì và tăng giá mạnh mẽ nè. Ngoài ra là ví dụ như EEC nè, rồi CKG nè, đây là nhà cổ phiếu thuộc ở khu vực phía nam khu vực Rạch Giá, Kiên Giang, và vẫn đang hình thành xuống tăng. Và mọi người thấy có một cái kênh giá mình để sẵn không, nếu mà giá vượt ra khỏi kênh này mà phá vỡ mà chuyển hướng đó, thì quá trình tích lũy này xong là giá hình thành đà tăng mạnh tiếp theo. Đó là đối với CKG. Rồi những nhóm cổ phiếu ở dưới thì những bạn nào mà dịch cổ phiếu Penny, những bạn nào mà dịch cổ phiếu Penny thì các bạn thấy thời gian qua các bạn kiếm được suất sinh lời rất là cao đúng không? Suất sinh lời rất là cao là do là dòng tiền nó bắt đầu là tập trung vào nhóm Penny và nhóm bất động sản, nhóm cổ phiếu bất động sản của Penny. Thì đây các bạn sẽ thấy khá nhiều cổ phiếu mà tăng mạnh mẽ như TQB đi. TQB những cổ phiếu nào tăng mạnh mẽ là những cổ phiếu đa số thuộc Penny, BV2 nè. BV2 các bạn thấy không? Rồi đây là ví dụ như VRC nè, tăng TQB nè, tăng rất mạnh mẽ, và đây là nhóm cổ phiếu thuộc Penny nè. Rồi ở dưới có một số cổ phiếu như là HCRE nè, dịch vụ bất động sản nè, môi giới bất động sản nè, đang hồi phục trở lại thôi. Cái này không tính nha. Rồi QCG đúng không? QCG nè. QCG đang bắt đầu hồi phục lại nè. Đó thì đó là những cái dấu hiệu của việc là dòng tiền nó mang tính chất nhỏ lẻ và đầu cơ, và nó tập trung vào nhóm bất động sản và nhóm vốn hóa trung bình và nhỏ. Thì đó là những cái cơ hội giao dịch mà mình muốn gửi đến mọi người. Ví dụ Long Điền cũng có nè, Đất Xanh cũng có nè, nhưng đa số đều cổ phiếu là tăng mạnh rồi, nhưng các bạn phải chờ, kiên nhẫn chờ để mua, chứ nếu không rất khó để mà mua trong giai đoạn hiện tại khi mà căng nguồn mà xin. Đó, chia sẻ với mọi người là như thế. Dạ vâng, tiếp theo nhà đầu tư Tuấn Phúc có câu hỏi về điểm mua thêm cũng như là nắm giữ đối với cả cổ phiếu PAO và ED. Đối với PAO thì thực ra là anh chia sẻ cũng nhiều lần rồi, Nguyên có nhớ không nhỉ? PAO thực ra là nhìn vào thì Nguyên cũng thấy là PAO hầu như không có cơ hội để giao dịch. Tại vì về khung lớn thì thấy là PAO đang trong dịch kênh sideways là chính. Còn về trạng thái, về fundamental của PAO thì PAO đang là có giá khí đầu vào khá cao, mà giá điện xuất ra thì lại là theo
theo theo theo theo giá của EVN nên nó biên lợi nhuận của bao không tốt. Trong nhóm liên quan đến sản xuất điện bằng nhiệt điện và thạch nhiệt điện đó, thì có điện khí và điện ga, điện khí và điện than đó. Thì nếu như các bạn đã hỏi bao thì mình sẽ liệt kê cho bạn ví dụ QTB này, nhiệt điện Quảng Ninh này. Thì đây là một cổ phiếu là đang có cái cơ hội, đang có cơ hội giao dịch là do nó hình thành xu hướng. Thì các bạn cũng thấy là mấy lần quá trình tích lũy đúng không, bật lên hôm nay bật lên là cổ phiếu này. Còn lại những cổ phiếu khác như là HND đi, HND đang sideways là chính, rồi BBC là hầu như đang sideways là chính, đang sideways kênh lớn là chính, chứ thực ra không có cơ hội. Còn NT2 là chẳng qua liên quan đến việc là có những cái khoản bất thường nên dẫn đến là NT2 duy trì là hình thành là tăng giá. Còn một số cổ phiếu khác liên quan nhóm điện, nếu các bạn hỏi nhóm điện thì các bạn check nhóm điện thì các bạn thấy như Thủy Điện thì sẽ được ưu tiên hơn, Thủy Điện được ưu tiên hơn trong xuyên suốt thời gian qua và đã tăng giá rất tự hơn. TBC các kiểu thì đây là những cổ phiếu Thủy Điện vẫn mang tính chất là đầu tư tích lũy hơn là đầu cơ đó. Thì một số góc nhìn chia sẻ về nhóm điện, chia sẻ với mọi người như thế. Ngoài bao thì hỏi VRE nữa đúng không Nguyên? Đúng rồi. VRE thì bản chất là VRE là cổ phiếu nó bị hai điều kiện gì, một là nhóm vốn hóa lớn, một là nhóm vốn hóa lớn, hai là nó không có xu hướng tăng nên cho nên nó không phải là cơ hội giao dịch luôn. Thì mọi người chỉ cần liệt kê những cái yếu tố hồi nãy mình đã chia sẻ với mọi người, vốn hóa của nó tầm mức nào, thứ hai nữa là liên quan đến việc nó có xu hướng hay không đó. Thì khi bạn chỉ cần kiểm tra hai yếu tố thôi thì các bạn sẽ bắt đầu các bạn lọc được, là các bạn hiểu được trạng thái cổ phiếu của mình nó đang ở vùng nào luôn. Dẫn đến là VRE thật sự không phải cơ hội duyệt, và các bạn nên nếu có thì các bạn nên tập trung canh bán để tối ưu hóa dòng tiền của mình hơn, tức là giữ giữ phần tiền của mình hoặc là chuyển tiền của mình vào những cơ hội duyệt thật sự. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư Kiên Đỗ có câu hỏi với anh Văn về xuồng nắm giữ với cả cổ phiếu LSS và GMD ạ. LS cổ phiếu gian lận đường trong thời gian qua, thì nếu các bạn đã mua và nắm giữ thì tại LSS đã hình thành xuống tăng và trong giai đoạn hiện tại đang điều chỉnh, thì quá trình điều chỉnh này này đang bắt đầu thì hoàn toàn nó sẽ có những cái rung lắc nhất định, nhưng mà về xu hướng chính của LSS thì vẫn đang là xuống tăng nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm nắm giữ được, hoàn toàn yên tâm nắm giữ được, trừ khi trạng thái là giá vẫn tiếp tục suy yếu và có thể gãy cái vùng hỗ trợ thì đó thì mới cần phải check the fix, tức là cần chốt lời. Còn tại là xu hướng nó vẫn có, thì việc của bạn là nếu các bạn muốn tăng tỷ trọng thì các bạn nên chờ những điểm mà nó điều chỉnh để các bạn có thể mua vào. Đó là LSS. Còn đối với cổ phiếu khác là cổ phiếu tiếp theo là cổ GMDF ạ. phiếu gì? Simadep là ngành cảng biển đúng không? Cảng biển thì đối với trường hợp của cảng biển á, thì các bạn để ý nè, đây là trạng thái của CMF bật lên thoát khỏi cản và bây giờ retest lại. Bây giờ retest lại thì đa số là thanh khoản đều ở mức thấp, thanh khoản mức thấp. CMF thì nó bị một cái yếu tố rất là không may mắn là nó thuộc nhóm vốn hóa lớn, nên là dù đã cố gắng vượt đỉnh, thì nếu mà so sánh với nhóm vốn hóa lớn nha, so sánh với VN30 dưới, VN30 dưới thì CMF đang mạnh hơn VN30 đi. Thì CMS đang mạnh hơn VN VN30 thì nó cũng là một điều ít ra là bộ phong tích cực của CMS. Thì các bạn hoàn toàn có thể là chờ đợi cái gì đó, chờ đợi vào việc là cái kỳ vọng mình đầu tư vào CMS nó đến từ đâu. Kỳ vọng đầu tư của CMS đến từ việc là quý tư sẽ là một quý xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh mẽ nữa của nền kinh tế Việt Nam, và phí dịch vụ càng tăng rồi càng xemling của doanh nghiệp CMF đi vào, đã và đang hoạt động full công suất, nó sẽ tạo ra so với chính nó trong năm 2014 một cái gap rất là lớn về tăng trưởng. Thì theo như bản thân mình đánh giá thì quý 4 vẫn tiếp tục là một quý mà CMF sẽ báo cáo kết quả doanh cực kỳ ấn tượng cho mọi người và dẫn đến thúc đẩy đánh giá. Thì những cái chuyển động này á, thì mọi người thấy nó đang là perform mạnh hơn so với VN30 và dòng tiền thì nó vẫn duy trì vào đều đặn ở cổ phiếu này.
thì dẫn đến là cái cơ hội giao dịch ở CMS hoàn toàn có cho mọi người, hoàn toàn có cho mọi người. Và thực ra là quá trình test lại cái vùng mà nó vượt như vậy là quá trình là mình đánh giá đây là cơ hội giao dịch đang có để mình có thể giao dịch được. Dạ vâng. Tiếp theo chúng ta có một câu hỏi về đến từ quan sát của nhà đầu tư Phạm Quang Hưng. Em nghĩ là một quan sát khá là hay khi nhà đầu tư Quang Hưng muốn hỏi cụ thể với cả cổ phiếu PNJ khi mà biên độ dao động giá trong ngày của PNJ trong các phiên vừa rồi là có phải là bất thường không? Thì như anh chị cũng đã biết thì PNJ hôm nay là giá cao nhất là giá trần và giá thấp nhất là giá đỏ. Thì anh Văn có thể đánh giá giúp các nhà đầu tư về trường hợp này không ạ? Đối với trường hợp cổ phiếu BNJ thì thật sự là anh không có nhiều, anh không để ý nhiều thông tin về giao dịch của BNJ thật. Và cái này các bạn phải view lại về yếu tố cơ bản của doanh nghiệp rất là nhiều. Nhưng mà trạng thái của BNJ ấy, nếu mà về về chu kỳ theo xu hướng nha, thì xu hướng này đang là di hướng tăng và đúng một quý 3 mà lỗ, và mọi người đang kỳ vọng vào việc là giá vàng thế giới đang tăng và giá vàng trong nước Việt Nam đang tăng, và kỳ vọng vào việc là mùa quý 3 ấy phải mùa quý 4 và quý 1 là thường là mùa cưới, là mùa cao điểm về doanh số của BNG, nên dẫn đến là nó sẽ tích dồn lợi nhuận vào cho BNC trong quý này là để tổng lực tăng giá, thì đó là những cái catalyst, cái chất xúc tác để cho giá tăng. Nhưng mà lưu ý khi mà giao dịch, các bạn phải hết sức lưu ý là các bạn đặt ra yếu tố fundamental, nhưng mà khi mà giao dịch ấy, thì mình phải hiểu là trạng thái cổ phiếu đang như vùng nào, vùng này đang là vùng đỉnh, thì tất nhiên là về nguyên tắc nha, giờ vùng đỉnh thì rung lắc là bình thường, và rung lắc càng mạnh thì chứng tỏ là điều bất thường nó đang xảy ra và bất thường theo dự xấu. Tự thế là khi mà rung lắc như vậy thì tốt nhất là mình nên ngồi xem thôi, quan sát thôi, chứ mình đừng nên hành động gì đối với cổ phiếu BNC. Đó là một số chia sẻ của mình về cổ phiếu BNC. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Văn vì chia sẻ vừa rồi về cổ phiếu PNG ạ. Tiếp theo câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay đó là câu hỏi của nhà đầu tư Diễm My hỏi anh Văn là có nên giải ngân vào CPI và HHS lúc này không ạ? CTI và HNS. CTI thì là một doanh nghiệp phát triển hạ tầng có tiếng, gọi là có thương hiệu ở khu vực Đồng Nai nha. Ở khu vực Đồng Nai, và nếu như các bạn theo dõi ở đây, các bạn nhìn vào chart mà mình vừa bật ở đây, thì cái giai đoạn xấu nhất của C nó qua rồi. Nhìn có vẻ là qua rồi và bắt đầu đang là tích cực mạnh mẽ trở lại từ tháng 9 đến bây giờ, và từ câu chuyện đầu tư công nó xuất hiện, thì ok, đó là một cái tín hiệu. Còn ngược lại á, thì các bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về các hoạt động kinh doanh của CTI nó ủng hộ trong chuyện này không. Còn về mặt giao dịch thì ngắn hạn CTI đang là thành đà tăng lên rất tốt, và trong ngắn hạn thì chưa có điểm vào. Nếu mà anh chị nào đang nắm giữ thì anh chị cứ yên tâm nắm giữ cổ phiếu này, thì catalyst, cái chất xúc tác cho câu chuyện về đầu tư công, cho việc là khu trọng điểm của Đồng Nai thì nó vẫn còn rất là nhiều, và biết đâu cái này là một trở thành một xu hướng lớn cho CD quay lại cái vùng cũ là vùng 30 thì sao. Đó là một cái cơ hội chia sẻ đối với mình về CD. Cổ phiếu thứ hai là gì Nguyên nhỉ? HHS HHS thì là cổ phiếu mà mang tính chất là đầu cơ và đánh đóng khá nhiều, đã hình thành xuống tăng, đã thành tương xuống tăng, và các bạn chỉ follow xuống tăng của HS thôi. Về khung tháng thì các bạn thấy là đã hình xuống tăng, thì việc khi mà hình thành xuống tăng rồi thì cái đỉnh ngắn hạn thì còn lại là liên quan đến chu kỳ giá vừa qua thôi. Đấy, thì các bạn cứ follow cái kênh giao dịch này của HS, xuống tăng rất tốt, xuống tăng của HS đang rất tốt. Và nếu như anh chị nào mà có tính chất và kỹ năng đầu cơ cao, HS hoàn toàn thì giao dịch được. Rồi, Dạ vâng. anh cũng đó là những chia sẻ của Văn về thị trường và các lớp cổ phiếu và tư vấn chia sẻ mọi người. Chúc mọi người có những cái buổi giao dịch tiếp theo thứ sáu và những ngày tuần sau thật sự hiệu quả và tốt đến từ việc tư vấn và chia sẻ của mình. Xin hết ạ, mời nhường lại cho Nguyên. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Văn rất nhiều về phần chia sẻ vừa rồi. Và em cũng xin được nhắc tổng hợp lại những cái ý chính của phần chia sẻ của anh Văn, đó là nhà đầu tư tại giai đoạn này thì nên chú ý vào việc tối ưu hóa dòng tiền của mình. Mình có thể nhìn sang các cái cổ phiếu vốn hóa trung bình và có đà tăng tốt, ví dụ như là các cổ phiếu bất động sản
hay là dầu khí như anh Văn có nói đầu chương trình, cũng như là mình cần phải thận trọng với cả các cổ phiếu, ví dụ như là ở nhóm ngân hàng hay là nhóm thép. Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu với cả các nhà đầu tư về các khóa học hiện tại của VN Direct. Như anh chị có thể thấy trên màn hình thì em cũng có chia sẻ qua ở đầu chương trình và giữa chương trình về khóa học D-Trade, là khóa học giúp các anh chị có thể nâng cao cái khả năng giao dịch chứng khoán của mình và được làm việc với các chuyên gia của VN Direct để mình có thể nhận diện những cái cơ hội đầu tư cũng như là tăng cái hiệu suất đầu tư của mình lên. Ngoài ra thì VN Direct cũng có các khóa học khác. Các nhà đầu tư có thể làm việc trực tiếp với các chuyên gia, ví dụ như là khóa Digo Life là khóa con đường sức khỏe tài chính, giúp các nhà đầu tư có thể hoạch định được cái kế hoạch tài chính cá nhân theo mô hình hấp tài sản của VN Direct. Khóa học thứ hai đó là khóa Digo Destock, giúp các nhà đầu tư có thể tìm hiểu được cách nghiên cứu một doanh nghiệp để đưa ra các quyết định đầu tư của mình. Khóa thứ ba là khóa nền tảng chứng khoán chuyên nghiệp, là sẽ trang bị cái kiến thức cơ bản cho các nhà đầu tư về thông tin trên thị trường chứng khoán, cũng như là để nhà đầu tư có thể tự tin đưa ra cái quyết định đầu tư của mình. Và khóa cuối cùng là khóa Digo Dwell, là khóa giúp các nhà đầu tư trang bị được những cái kiến thức, những cái công cụ giúp mình có thể đưa ra kế hoạch quản lý tài chính cá nhân và tư duy đầu tư một cách rất là hệ thống. Các anh chị quan tâm có thể dùng điện thoại quét mã QR code ở bên phải, góc bên phải màn hình ở dưới này để mình có thể tìm hiểu thêm về các khóa học hiện tại của VN Direct. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.